Hôm nay mình dọn bánh giang nha mọi người. Bánh giang này thì mua về thì bóc túi đồ vô dọn ghế chùa để chọn mang mau tay nha mọi người. Đây là cảnh mà cái trứng nè, trứng này là chơi trứng gà luôn, không có chơi trứng cút, cút nhỏ quá ăn không đủ. Đó, mình dọn đều hết rồi, giờ này ra mà trong đây có hành phi nè, muối tây nâm. Giờ chuẩn bị cắt chân bỏ vô. Sớm trộn lên. Bóp thì bóp nát cái kẹo à. Nhanh ăn. Nó kêu mình bóp nát cái trứng nha mọi người. Có trứng rồi. Bóp cái trứng nó dồi cục luôn. Cái này có rau găm, bỏ thêm rau găm nó mới ngon nha mọi người. Mua rau rồi xong thành quả của mình nha mọi người.